Vâng, em Dương xin kính chào các bác. Hôm nay là ngày đầu tháng 12, tháng cuối cùng của năm 2023. Thì em Dương làm video này cũng để chia sẻ cho các bác một cái chính sách bán hàng đột phá và tốt nhất của chủ đầu tư Vinhome kể từ khi mở bán dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm. Đó là chương trình chính sách bán hàng, quà tặng cũng như là giá bán của phân khu chung cư cao cấp Ruby và điển hình là tòa R101. Đầu tiên thì em cũng xin chia sẻ cho các bác phân khu Ruby là phân khu chung cư cao cấp có sảnh lễ tân. Đấy. Hành lang căn hộ là 1,8 m, bên trong thì sẽ là có điều hòa trung tâm, nước nóng, bàn giao có nội thất đó là bếp, có tủ, đúng không ạ? An ninh bảo vệ các lớp và tiếp theo ở dưới chân đế thì chúng ta có cả vườn tập gym, công viên thể thao. Và theo đó là chúng ta cũng được là bể bơi miễn phí. Đó là các đặc quyền. Mục 2 đó là mục về chính sách bán hàng. Thì em Dương sẽ chia sẻ cho các bác chủ đầu tư đang ra chính sách bán hàng có 3 sự lựa chọn vô cùng là tối ưu cho quý khách hàng để lựa chọn. Chính sách thứ nhất đó là chính sách thanh toán nhanh. Có nghĩa là khách hàng thanh toán hết tiền cho chủ đầu tư sẽ được nhận nhà vào ở ngay và được chiết khấu lên tới là 17% giá trị căn hộ trừ thẳng vào hợp đồng. Chính sách thứ hai đó là chính sách thanh toán tiền theo tiến độ. Thì quý khách hàng sẽ được nhận nhà sau 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán và sẽ được chiết khấu lên tới là 15%. Chính sách thứ ba đó là chính sách vay ngân hàng. Có nghĩa là gì? Các bác chỉ cần phải đóng có 30% giá trị căn hộ thôi và các bác sẽ được vào nhận nhà và ở luôn cũng như là cho thuê được ngay. Còn lại 70% thì các bác sẽ được ân hạn gốc và lãi trong vòng 24 tháng, có nghĩa là 2 năm. Cùng với đó là sẽ được chiết khấu 0,5% giá trị căn hộ. Quà tặng của chủ đầu tư có rất là nhiều các quà tặng của chủ đầu tư, ví dụ như chương trình an cư chiết khấu quà tặng lên tới 330 triệu đồng một căn. Chương trình quà tặng ban công xanh 30 triệu một căn. Chương trình tặng lốt xe đỗ miễn phí và định danh lốt xe ô tô các bác nhé, định danh và một cái vấn đề rất là được các khách hàng quan tâm và được miễn phí trong vòng 2 năm. Chương trình quà tặng tiếp theo đó là quà tặng được nhận những thẻ voucher chiết khấu miễn phí như là Vinmec, Vincool và Vinpearl. Chương trình quà tặng tiếp theo đó là quà tặng gói Smart Home thông minh. Quà tặng tiếp theo đó là trong các sự kiện mở bán của chủ đầu tư sẽ được tặng lên tới là một cây vàng. Rất là nhiều các quà tặng khác. Về giá bán thì em Dương cũng sẽ chia sẻ cho các bác với những cái chính sách tuyệt vời cũng như là quà tặng của chủ đầu tư thì giá bán những căn studio nếu mà các bác trả nhanh sẽ có giá khoảng 1 tỷ 3. Những căn một phòng ngủ sẽ có giá khoảng 2 tỷ. Những căn hai phòng ngủ sẽ có giá là 3 tỷ và những căn 3 phòng ngủ thì sẽ có giá là 4 tỷ. Cùng với nữa, có một món quà vô cùng tuyệt vời của chủ đầu tư đó là chương trình bốc thăm xe ô tô điện VinFast với tỷ lệ trúng giải rất là cao dành cho quý khách hàng. Quý khách hàng quan tâm cần đi xem nhà mẫu cũng như là nhận sự tư vấn chuyên sâu, tải bảng giá, chính sách bán hàng. Xin hãy liên hệ với em Dương. Em Dương rất hân hạnh được phục vụ các bác.